Hôm nay Phan Anh sẽ chia sẻ với mọi người một cái chủ đề nó cũng rất là hứng thú với hầu hết tất cả mọi người. Đó là chủ đề về làm giàu và những cách làm giàu. Đấy, thì cái chủ đề này nó cũng là một cái chủ đề mở và rất là rộng, đúng không ạ? Chúng ta rất là hứng thú. Thế thì đầu tiên ấy, này, định nghĩa sơ sơ ấy, làm giàu là gì? Thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các định nghĩa về làm giàu, nhưng mà chung quy lại chúng ta hiểu rằng là làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên giàu có hơn, đúng không? Ý là có nhiều tiền hơn, sung túc hơn. Đấy, nha. Dùng những cái từ khác để định nghĩa về nó. Giàu có ở đây có nghĩa là sung túc về của cải, về vật chất, đúng không ạ? Về trí tuệ, về chất lượng của cuộc sống. Đó. Đấy, thì người ta thường nói là nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như mình đã vào cầu, đúng không ạ? Mình đã kinh doanh tốt, kinh doanh thành công thì một tháng mình có thể kiếm được tiền tỷ, một năm mình có thể kiếm được tiền chục tỷ. Thì những cái vấn đề của đời người, thí dụ như là nhà cửa, xe cộ, quần áo, đồ dùng, con cái học tập, y tế, vân vân, thì gần như có thể giải quyết trong một năm nếu như mà chúng ta làm tốt. Đấy, thậm chí có những người kiếm hàng trăm tỷ, đúng không ạ? Đấy, vài chục tỷ, hàng trăm tỷ trong một năm. Nhưng có những người thì cả một đời không kiếm nổi 1 tỷ, 2 tỷ. Cái chuyện đấy thì chúng ta đều biết. Đó. Thế thì làm giàu là làm gì? Đấy là làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên sung túc hơn, trở nên có chất lượng sống cao hơn, trở nên có nhiều tiền hơn và khiến cho cuộc sống của chúng ta dễ thở hơn. Ok? Rồi. Thế thì mọi người thường đi tìm những cái từ khóa, tôi thấy mọi người thường hay đi tìm những cái từ khóa là những cách làm giàu, những cách làm giàu phổ biến hiện nay. Thì nó sẽ chia thành 3 nhóm. Đấy là nhóm làm thương mại, nhà làm sản xuất và làm đầu tư. Đấy, thì chỉ có 3 cái nhóm như vậy thôi. Thì luật thương mại họ quy định các cái hoạt động thương mại là các hoạt động tìm kiếm lợi nhuận hợp pháp. Đấy, thế thì luật đầu tư thì họ sẽ có quy định về luật đầu tư. Ví dụ đầu tư về cái này, đầu tư về cái kia. Đúng không ạ? Trong sản xuất, các hoạt động sản xuất thì nó vẫn là hoạt động thương mại thôi. Nhưng mà sản xuất ở đây ngụ ý là tôi sản xuất ra, còn thương mại kia là ngụ ý là tôi đi bán hàng thuần túy. Đó. Thì hầu như là chúng ta sẽ chỉ quanh quanh chúng ta tập trung vào cái ba cái lĩnh vực chính. Đấy là sản xuất và bán hàng và đầu tư là tạo ra cái của cải vật chất lợi nhuận, đúng không? Thí dụ như là Microsoft thì bán phần mềm Windows, bán Office và bán rất nhiều phần mềm khác. Tesla thì bán xe hơi, thì họ sản xuất xe hơi và họ bán xe hơi. Google thì bán quảng cáo, Facebook thì bán quảng cáo, đúng không? Đấy, thế rồi thì ở Việt Nam thì chúng ta bán quần, bán áo, bán giày, bán dép, bán đồ dùng, bán các khóa học, bán các trung tâm tiếng Anh, ngoại ngữ, vân vân. Đấy, rất nhiều. Đấy, thì đó đều là các hoạt động thương mại. Thế chúng ta đầu tư vàng, đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào Bitcoin, đầu tư vào tiền ảo, đầu tư vào Forex, vân vân. Thì đấy là các hoạt động đầu tư. Và đầu tư cũng là những hoạt động tìm kiếm lợi nhuận. Chúng ta đầu tư vào chứng khoán trong nước, thậm chí là chúng ta mở các tài khoản đánh chứng khoán nước ngoài. Mà đấy là hợp pháp nhá, chứ không phải là không hợp pháp đâu. Rất nhiều người bây giờ quảng cáo chứng khoán nước ngoài. Đấy. Thế thì chúng ta phải bắt buộc các cụ gọi là phi thương bất phú mà. Đúng không ạ? Không làm thương mại, không làm kinh doanh thì không giàu được. Thế còn ví dụ như làm giáo viên như thầy Phan Anh thì chỉ gọi là ăn uống tằn tiện, đủ ăn tí thôi. Đấy, thế còn buôn bán cái gì cũng được nhá, không cần phải đao to búa lớn, buôn bán cái gì cũng được miễn là có sản lượng đủ lớn. Đấy, tôi có một anh khách hàng bán cái dòng sản phẩm là thuốc thú y, thuốc cho con tôm, thuốc thủy hải sản ấy. Doanh thu 300 tỷ một năm. Rất là nhỏ thôi. Thế mà 300 tỷ một năm, lợi nhuận rất tốt, tầm 30% năm có 90 tỷ. Đấy, có một chị là chị bạn tôi làm sơn doanh thu 600 tỷ một năm. Đấy, lợi nhuận khoảng độ 10%, 60 tỷ. Đấy, đúng không ạ? Thế còn lớn hơn nữa thì Vingroup, rồi thì Masan, rồi thì Techcombank thì họ làm ngân hàng, họ làm tài chính, họ làm bất động sản thì rất kinh khủng, có thể kiếm hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ là rất là dễ. Ý tôi nói là cái con số số tiền ấy. Chúng ta thì bán trà đá, quán chè, quán cháo,
quán cà phê đúng không? Cà phê cũng có thể kiếm được khoảng độ 100-200 triệu tiền lời một tháng. Quán bún chả, vừa rồi tôi có học viên đi học là bán bún chả, mà mỗi một điểm bán bún chả ở Hà Nội, điểm bán tốt có thể có lợi nhuận lên tới là 70 đến 100 triệu, thậm chí 120 triệu lợi nhuận ròng nhé, lợi nhuận ròng bún chả. Đấy. Tôi có tư vấn cho một hai anh làm quán cháo lòng. Cháo lòng cũng lãi được khoảng 50 triệu một tháng. Đấy, mà đấy là cũng mới làm thôi, chưa phải là đông khách nhé. Nếu mà đông khách thì lời tầm 200 triệu là bình thường. Những cái ví dụ tôi vừa nêu trong video này, các bạn có thể đặt câu hỏi, hoài nghi, thì tôi trả lời là đây đều là các ví dụ thật hết. Mọi người không cần hoài nghi. Và cái địa điểm tôi nói nó là ở Hà Nội và Sài Gòn. Chứ còn bạn nào ở quê bán cháo lòng lãi nào được 50 triệu, 100 triệu thầy nói điêu, thì tôi xin thừa nhận. Nhưng ở Hà Nội, ở Hà Nội những cái quán bún chả lớn có thể lãi tầm 100 đến 120 triệu tiền lãi, khẳng định luôn. Có thật. Cháo lòng là tôi đã đến tôi thống kê rồi, lãi 50 triệu có thật. Còn những quán đông phải lãi 70 100 triệu là có thật. Đấy, cà phê, đấy, học trò tôi nó làm nhượng quyền của AHA, cà phê một tháng nó thuê một cái ngã tư hết 120 triệu tiền mặt bằng. Đấy, còn nhân viên các kiểu nữa, thế mà nó vẫn đút túi lãi khoảng 200 một tháng. Đấy. Thế những cái quán cà phê lớn có thể lãi hơn nữa. Đấy, thời trang là cũng có thể lãi hơn nữa, đúng không ạ? Mỹ phẩm, nhất là mỹ phẩm Boss, mỹ phẩm chuỗi bán doanh thu hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, có hàng nghìn, hàng vạn người bán hàng theo hệ trong hệ thống, vô địch đội nhóm các kiểu con đà điểu ấy, thì lợi nhuận của họ tầm lời khoảng chục tỷ một tháng là chuyện bình thường. Thế rồi thì những người làm YouTube, những người làm TikTok đúng không ạ? Những người làm YouTube, những người làm TikTok, đấy, có những người có thể có kiếm được hàng chục tỷ tiền quảng cáo trên YouTube, doanh nghiệp lớn. Đấy. Thật luôn. TikTok có những bạn nổi danh bây giờ có thể đi live stream một tối là lấy 30 50 triệu tiền công, kinh khủng luôn. Hoàn toàn có thật. Đấy. Bán hàng online trở thành idol. Đấy. Trở thành người nổi tiếng. Đúng không? Đấy. Ví dụ như là Ngọc Trinh là một ví dụ đúng không ạ? Cô ấy rất là xinh đẹp đúng không ạ? Và cô ấy đã khai thác cái thương hiệu cá nhân của mình rất là tốt, tài năng của cô ấy để bán hàng, để kinh doanh. Và bây giờ cô ấy rất là giàu có đúng không ạ? Có siêu xe, có siêu nhà. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là phi thương bất phú đúng không? Và thế có thể có những cái khác nữa nhưng mà ta chưa nói. Đây là ta đang nói những cái kinh doanh hợp pháp, kinh doanh hợp pháp. Đầu tư bất động sản, đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào coin forex như tôi đã nói, làm nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, trên Facebook, trên TikTok và nhiều nền tảng nữa. Đúng không? Google cũng có. Đấy. Rồi đầu tư vào nông nghiệp, công nghệ cao vân vân, rất nhiều cách để làm giàu, nhưng nó bắt nguồn từ cái chữ là phi thương bất phú. Không kinh doanh thì rất khó, đúng không ạ? Còn làm công chức nếu mà không có những cái khác, không đầu tư những cái khác nhá, làm viên chức mà ăn lương mà có bảng lương ấy, mà giàu có thì phải đặt câu hỏi, hoặc bố mẹ giàu, hoặc vợ hoặc chồng giàu, hoặc anh chị em giàu, hoặc là có nguồn thu nhập đầu tư từ cái khác, hoặc là những cái bất bất thường. Đấy. Còn bây giờ lương không, nó chỉ có một nguồn thu nhập thôi. Những người giàu là người ta có ít nhất ba nguồn thu nhập trở lên, ví dụ như lương thưởng rồi thì đầu tư. Đấy, chẳng hạn tôi có 5 cái nhà cho thuê thì tôi sẽ giàu thôi. Đấy chính là đầu tư bất động sản đúng không? Tôi có một chuỗi 10 cái cửa hàng thế thì tôi đang kinh doanh đó thì mới giàu được nha, phi thương bất phú. À, thế thì chú ý này, chúng ta phải làm là hợp pháp, tôn trọng pháp luật, bởi vì giàu mà làm vi phạm pháp luật thì rồi bị bắt đúng không ạ, đi tù. À, rất nhiều các vụ việc chúng ta thấy những vụ việc rất lớn đúng không ạ, những ông chủ rất lớn hàng nghìn tỷ trong tay. À, rất là thương xót, là chúng ta phải biết cách từ chối những cái kinh doanh bất hợp pháp, biết cách từ chối đúng không ạ, không tham gia. À, chấp nhận giàu lâu một chút cũng được, chấp nhận nha đúng không ạ, tôn trọng đạo đức kinh doanh. Và trước khi khởi nghiệp thì phải cần học hỏi và tích lũy những kinh nghiệm về bán hàng, về sản phẩm, về marketing, về quảng cáo truyền thông, về chiến lược vân vân. À, thì hôm nay cái video này tôi làm ngắn ngắn như thế thôi để cho mọi người vui vẻ một chút nha, một cái chủ đề rất là mở. Và nếu các bạn thấy video hay, các bạn có thể sub kênh, chia sẻ kênh cho tôi
giới thiệu cho bạn bè, bởi vì kênh của tôi có hàng nghìn video rất chất lượng, tôi khẳng định với các bạn là rất chất lượng. Các bạn xem các cái playlist trong kênh ấy, hơn 1.000 video rất chất lượng. Đấy. Và các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách này, comment, chia sẻ, trao đổi và thầy ơi hay quá, em muốn hỏi cái này, thầy em hay quá, em muốn hỏi cái kia. Tôi sẽ làm những video khác cho các bạn. Ok. Rồi, xin chào, xin gặp lại các bạn. Xin chào, cảm ơn. Đây tôi là Phan Anh. Bye bye.